Chị ơi, cho em hỏi là nhu cầu của chị làm gì ạ? Làm chơi game hay là thuyết trình nhỉ? Em chỉ muốn có laptop thôi. Thế nhưng mà chị có chơi game không ạ? Có. Có ạ? Rồi chơi game gì ạ? Pikachu. Ngoài Pikachu chị có chơi gì nữa không ạ? Không. Thì đây trước mặt chị đây là những cái laptop rất là đẹp, xịn sò, rất phù hợp với cả nhu cầu văn phòng Pikachu của chị ạ. Nhưng mà không có màu hồng nhỉ? Mỗi màu đen với màu xám chứ. Có Core i7 đi, cả màn hình onboard của Intel các kiểu hết mà. Mà màn lại còn 2K thoải mái. Ok kìa, có màu hồng đi kìa, lấy chị có màu hồng đi. Có đấy. Màn HD với cả RAM 4GB thôi. Chị chỉ quan tâm là màu hồng là được. Dạ vâng ạ. Em ơi, cái Tết Hacom mở cửa không? Chị biết gì không? Hacom mở cửa xuyên Tết từ 21 tháng 1 tới 25 tháng 1, tức là 30 Tết đến mùng 4 Tết âm lịch đấy ạ. Tại Hacom Đống Đa và Hacom quận 7 không chỉ mở cửa xuyên Tết mà Hacom còn khuyến mãi 10% toàn bộ các sản phẩm PC, laptop, gaming gear từ 2 triệu đồng. Hacom xin kính chúc chị và mọi người một năm an khang thịnh vượng nhé. The next step. Cái thằng kia, mày ra đây tao xem nào. Sao mày bán cho tao con laptop kiểu gì mà chạy chậm nhúc chân thế này? Đây là nhu cầu của chị mà.